Chào các anh em đang xem miền Tây Solar ha. Nay là sáng ngày thứ hai anh em, ngày 22 tháng 8 2022, thì mình lại tiếp tục gói hàng ha. Thì vừa nhận được tin nhắn của ông anh ở Cai Lậy anh em, ở Cai Lậy, Cai Lậy Tiền Giang mà lên mình thì nằm khoảng đâu đó hơn 30 cây một tí. Anh đi Trung Lương anh em, quốc lộ đi xuống đây. Thì anh này là thợ nha, mình cũng quên tên ảnh rồi, nhiều anh thợ quá. Anh thợ, anh đi từ Cai Lậy lên mình để anh lấy đồ, nói chung là anh ráp cho khách hàng anh em. Rồi anh ráp tới cái món hàng gì anh thiếu thì anh chạy lên mình anh lấy. Bữa nay anh nhắn trước với mình là anh lấy 3 con GDT 300. Đó, 3 con GDT 300 giá là 880 cành. Thì anh em cảm ơn anh em thợ rất là nhiều. Nhờ làm bên cái lĩnh vực đèn năng lượng mà mình quen rất là nhiều anh thợ anh em. Mà những anh thợ thì có một đặc điểm riêng là nhanh gọn lẹ. Nhắn tin rất là ít, chỉ nhắn ngày giờ và địa điểm thôi, chứ ít có bao giờ hỏi thăm gì nhiều, mà cũng ít bao giờ nhắn gì nhiều. Chắc có thể là mấy ảnh bận rộn quá. Thì những cái đèn như thế này mà chúng ta đi lắp cho khách á, thì thứ nhất nó được cái là giá cả phải chăng, thứ hai á, là nó bền anh em, nó được bảo hành 2 năm cho nên khách rất là an tâm đó. Thì mình lắp cho khách thì mình lấy cái tiền công lắp, thấy không, tiền công lắp đó, rồi những cái tiền di chuyển đó, tiền xăng đồ, ảnh đi tới nhà mình luôn á, thì ảnh sẽ đỡ cái phí phí gửi bưu điện. Thì ba cái này mà gửi bưu điện chắc đâu đó cũng hơn 100.000 mọi người, chắc hơn rồi, hơn chắc chắn là hơn 100.000 đó. Thì ảnh tới đây ảnh lấy thì ảnh đỡ cái phí đó, ảnh chỉ tốn chừng 2 lít xăng thôi. Thì cảm ơn các anh em rất là nhiều vì đã có công rất là cực. Ngày hôm qua mình có đi giao hàng ở Trung Lương á anh em. Thì mình đi giao hàng mình mới thấy là cái quá trình mà di chuyển đi lại á, thì nó mất thời gian, nắng nôi, mà nó đôi khi nó gặp nguy hiểm nữa. Đó, nguy hiểm ở chỗ là giữa người giao hàng và người nhận hàng đó, gặp nhau là nhiều khi hẹn hò nó không đúng chỗ. Rồi người đi tới trước, người tới sau phải ngồi đợi. Mà đặc biệt là tháng này tháng mưa mọi người, tháng mưa ha, mưa ta nói đợi người ta tới lấy hàng mà mưa gió nó phải khiêng hàng chạy đi tìm chỗ trú. Nói chung là đó là những trải nghiệm thú vị vậy nè, thú vị. Thì thôi bây giờ mình trở lại với những cái T300 mà mình đang chuẩn bị test ngon lành nè, mình bỏ vô thùng nè, lát nữa ảnh tới ảnh hút bỏ lên xe. Thì cảm ơn ông anh mình rất là nhiều. Những anh em mà tới nhà mà lấy đồ như vậy á, là nó thực sự rất là quý mọi người. Nó quý ở chỗ là mình đỡ phải gói, đỡ phải mốt xốp đồ, rồi không có tốn công chở đi bưu điện đồ, rồi ha, hàng hóa nó cũng rất là an toàn đồ ha, hàng hóa thì chắc chắn là an toàn rồi, bỏ lên xe ràng lại mấy ảnh chở về cực kỳ an toàn nha anh em. Đó, thì trở lại với T300, đây là một trong những cái đèn mà anh em yêu quý rất là nhiều. T300, T100, T200 anh em yêu quý rất là nhiều. Mình cũng biết lý do là tại vì hàng hóa phải chăng, mà cái chất lượng của nó thì rất là ok ha. Cái đèn này là bự nha anh em, bự ha, có thể xếp vào những cái đèn mà nó bự nha. Đó, và ánh sáng của nó thì đạt yêu cầu, đạt yêu cầu nha mọi người ha. Thì tấm pin 25W, chiều dài của tấm pin á, là 4,5 tấc x 3,5 tấc. Khỏi đo cũng biết, 4,5 tấc x 3,5 tấc, tấm pin 25W nha. Còn cái đèn á là chiều ngang á, là 3,25 tấc, chiều dài á, là 3,65 tấc nha, 3,25 tấc với 3,65 tấc. Cái đèn khá to. Cấu hình thì tấm pin 25W, bộ pin lưu trữ là 26 Ah và 400 con 2835. Cái đèn này nặng do bộ pin lưu trữ mọi người. Hôm bữa nói thiệt với anh em là hôm bữa mình công ty vận chuyển xuống có lỡ làm vỡ một mặt kính của đèn. Lỡ làm vỡ thì cái đó là bên vận chuyển công ty thôi chứ cũng không ảnh hưởng gì mình. Thì nhờ đó mà mình mới thấy cái ruột gan của cái đèn này, nó có bộ pin lưu trữ rất là khủng. Số đo nó ghi là 26 Ah nhưng mà mình thấy một nắm pin luôn anh em, một cục pin rất là khủng. Đó, lý do cái đèn người ta nặng là lý do như thế. Và đèn này nó rẻ nhờ nó bằng nhựa mọi người. Thân bằng nhựa ha. Zinian nè, có chữ đàng hoàng mà thân bằng nhựa. Đấy cho nên nó rẻ ha. Anh em mà mua cái đèn này thì mình nói thiệt là chúng ta muốn lắp đâu cũng được. Lắp ở ngoài trời cũng được. Lắp ở trong nhà cũng được ha. Lắp ở chuồng heo, chuồng bò, nói chung lắp đâu cũng được. Lắp cho con em mình học bài cũng được nữa. Tại vì cái đèn này nó sáng, đọc chữ viết chữ ok nha. Đó cho nên mọi người gọi là an tâm. Sản phẩm này có tấm pin, một đống tắc kè ốc vít, remote, thân đèn,
Và cái ray, ray để bắt tắm pin ha, cái ray. Đấy, ray sắt. Đấy. Thì anh em đam mê thì liên hệ mình 880 cành một cái. Anh em trả phí ship khoảng, nếu mà mua một cái phí ship khoảng 60 ngàn. Còn mua hai cái phí ship khoảng 90. Mua ba cái phí ship khoảng 101 ha, khoảng đó, khoảng 100 101 gì đó. Đó thì đam mê cứ liên hệ nha. Hàng này thì mình vẫn còn để bán cho anh em với số lượng bao nhiêu cũng có nha mọi người, phải nói là bao nhiêu cũng có. Và hàng thì luôn luôn là chuẩn chỉ của hãng Xinjiang cho nên mọi người an tâm. Đó, bây giờ thì tất cả mình đều bấm auto, đèn đã sạc hết rồi. Mình test kỹ lắm nha anh em. Đèn sạc ok hết đúng không? Đấy. Cả ba đèn đều sạc rất ok. Bây giờ mình sẽ thử ba remote này. Đấy. Ok ha, ba cái đèn ok. Cháy hết rồi. 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 Đấy. Bấm test cả remote và cả đèn luôn nha mọi người. Ha, đây. Ok chưa nào? Đấy. Thì cái đèn JD300, JDT300 này là nó sáng nha mọi người, ha, nó cháy sáng đàng hoàng. Ở sáng khoảng 100 mét vuông mình thấy ok đó mọi người, ha, 100 mét vuông là quá ok luôn. Đấy. Và đặc biệt cái là cái chá của nó lớn nè. Cái chá lớn cho nên nó phà ra một cái vùng sáng ở một cái khoảng diện tích khá lớn. Do cái chá lớn ha, chá lớn cho nên nó phà ra lớn. Đó. Và cái tấm pin 25W thì to không phải to mà nhỏ không phải nhỏ. Mà mình thấy nó cũng là vừa. Ha. Bây giờ mình nếu mà rảnh rảnh đứng cộng lại các cái phụ kiện thì anh em thấy là 808 thực sự là rẻ. Cái tấm pin này anh em ra thị trường mua hết 300 ngàn nè. Bộ pin lưu trữ 26 giờ này là 260 nữa là hết là 560 rồi. 400 led đó 200 ngàn nữa là 760 rồi. Không, tấm kính này 100 ngàn nữa là 860 rồi. Là đủ tiền rồi anh em. Thấy không? Đủ tiền rồi. Vậy là còn cái chá nè. Cái chá khoảng 70-80 ngàn nữa nha. Rồi cái thân nhựa nè. Cái thân hình bằng nhựa nó mua khoảng 150 nữa. Đó là anh em thấy cả triệu rồi. Đấy mà giá bán ra chỉ 808 thôi. Vậy thì mình mua nên mua đèn ráp sẵn bộ vậy nha mọi người. Được bảo hành 2 năm nữa. Đó còn ông ta mà mua đồ về ráp á, thì vừa không có được bảo hành mà nó lại bị một cái tình trạng là mắc hơn khi chúng ta mua đèn bộ vậy nữa. Đó cho nên em nào mà tính mua về ráp là suy nghĩ lại nha anh em. Thôi tới đây mình kết thúc nha. Xin chào anh em, hẹn gặp anh em ở những mặt hàng lần sau. Đam mê cứ liên hệ mình. Còn nhiệm vụ của mình bây giờ sẽ đóng cái này thành một cái cục vàng, lát ông anh ông lên ông chở về vậy thôi ha. Mình test sẵn hết rồi, mấy anh thì cũng không có cần lên đây phải test lại nữa, mất thời gian ha. Anh em chỉ cần ghé uống ly nước rồi tâm sự rồi trở về thôi. Thôi mình chào mọi người ha. Anh em nào đam mê cứ liên hệ mình 076 687 4311. Nhớ cho kênh Miền Tây Solar một cái đăng ký nha anh em. Xin chào anh em nhé.